Thân chào tất cả các em đã đến với kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Hôm nay chị Trâm Anh sẽ mở đồ chơi My Little Pony Trứng Bất Ngờ và hai bịch My Little Pony Blind Bag. Ở đây có tất cả 8 trứng bất ngờ. Wow, bạn này dễ thương quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem bạn này tên gì nhé. À, chị thấy ở đây rồi. Bạn này có tên là Lucky Squirrel. Rồi, kế tiếp. Wow. Chị nghĩ đây là Pinkie Pie. Đúng rồi, bạn này là Pinkie Pie. Rất đẹp. Rồi, kế tiếp. Wow, bạn này có mái tóc màu xanh rất đẹp. Rồi, chúng ta hãy xem bạn này tên gì nhé. À, chị tìm thấy rồi, bạn này ở đây. Tên bạn này là Lemon Heart. Rất xinh. Kế tiếp. Wow, bạn này có mái tóc màu vàng và màu cam rất xinh. Và có cutie mark là một chú ong. Rất dễ thương. Rồi, hãy coi bạn này tên gì nhé. À, chị tìm thấy rồi. Bạn này có tên là Bumble Sweet. Rất xinh. Wow, bạn này lạ quá. Để xem bạn này tên gì nhé. À, chị tìm thấy rồi, ở đây. Bạn này có tên là Cherry Spice. Rất xinh phải không các em? Rồi, kế tiếp. Bạn này dễ thương quá. Bạn này có một cutie mark là một hoa hồng. Có mái tóc màu cam nhạt và màu đỏ. Giống như màu cam pha với màu hồng vậy. Có đôi mắt màu xanh lá cây nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tìm xem bạn này tên gì.
À, chị thấy rồi, ở đây. Bạn này tên là Rose Love. Wow, bạn này là Fluttershy. Rất là đẹp, Fluttershy có một mái tóc màu hồng. Nhìn giống như bay trong gió vậy đó các em. Đúng rồi, tên của bạn này là Fluttershy. Bạn này chúng ta hồi nãy cũng có rồi. Thêm một bạn này nữa. Bạn này tên là Lucky Squirrel. Vậy là chỉ có hai bạn Lucky Squirrel. Rất dễ thương. Rồi bây giờ chị sẽ mở blind bag. Để xem được bạn gì nhé. Wow, dễ thương quá. Bạn này là Flower Wishes. Có thân hình màu hồng và mái tóc màu xanh lá cây và màu trắng. Rất là đẹp. Có cutie mark là một bông hoa trắng. Đôi mắt của bạn này cũng màu xanh lá cây hợp với màu tóc ha. Rất xinh. Rồi, một blind bag nữa. À, bạn này là Rainbow Dash. Rất xinh đẹp. Đây là cutie mark của Rainbow Dash. Có mái tóc màu cam, màu đỏ, màu xanh lá cây. Có đuôi màu xanh đậm và màu tím và màu đỏ. Rất đẹp các em. Cảm ơn các em đã xem kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Các em hãy nhớ đăng ký miễn phí và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chào tạm biệt các em.